Trong thời buổi kinh doanh ngày nay, mọi sự gần như bị san bằng hết rồi. Công nghệ san bằng, năng lực tạo sản phẩm san bằng, kể cả chiến thuật truyền thông quảng cáo, bạn làm tháng sau có thằng làm giống bạn. Thậm chí nó nhiều tiền, nhiều kinh nghiệm, nhiều bạn hơn, nó quật mạnh hơn mình. Chỉ còn có hai thứ ngày nay, ông nào làm được, ông đó có lợi thế. Một là cạnh tranh về chất lượng và độ ổn định nhân sự. Hai là cạnh tranh về tốc độ. Tốc độ trong mọi việc, tốc độ trong tuyển dụng, tốc độ trong xử lý hồ sơ chứng từ, tốc độ trong mua hàng, tốc độ trong giải ngân, tốc độ trong công nợ, tốc độ trong phục vụ, tốc độ trong xử lý sự cố, mọi thứ đều phải hướng đến tốc độ. Vì bản chất của câu chuyện là tỷ suất lợi nhuận chung của toàn nền kinh tế càng ngày nó càng giảm đi. Với một cái dung lượng vốn không đổi, anh nào có tốc độ quay nhanh thì chu kỳ quay vòng hàng nhanh hơn. Và vì thế có lợi nhuận lớn hơn. Và vì nó quay nhanh hơn thì dòng tiền mạnh hơn. Chứ đừng tự hào về cái gì nữa cả. Bây giờ doanh nghiệp nào ổn định nhân sự, tay nghề nhân sự tốt là thứ đáng tự hào nhất. Thứ hai, doanh nghiệp nào có tốc độ xử lý nghiệp vụ nhanh và ít sai sót, đó là đáng tự hào thứ hai. Còn lại mọi thứ đều là trò đùa. Chúng ta có thể rất dễ dàng tiếp cận một cái thông điệp quản trị rằng thôi bây giờ cứ giao khoán hết cho chúng nó làm đi. Ok, khoán thì phải có số để khoán chứ. Khoán phải có mục tiêu để khoán, phải có định biên nhân sự để khoán, phải có chi phí để khoán. Nếu như chúng ta tự lập cái bảng chi phí này rồi đơn phương khoán cho nhân sự cấp trung, họ nhận nó cũng chẳng vui vẻ gì. Cho nên nhất định phải cùng với họ cùng lập ra, coi như một sự thỏa thuận trong suốt một tiến trình. Rồi ok, lập ra rồi, bây giờ ký vào làm đi. Thông điệp quản trị tổng quan nói ra thì rất dễ, nhưng để hiện thực nó vào hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta bắt buộc phải bắt tay làm chi tiết, chứ không thể nói khơi khơi được. Bắt tay làm chi tiết xong rồi vẫn chưa đủ, nó cứ phải được giao và kiểm soát từng tháng, chạy song song theo suốt quá trình đó là hệ thống kế toán được hạch toán chạy theo toàn bộ cái này. Nguyên tắc của chia thưởng là phòng ban nào cũng phải có thưởng nếu công ty tăng doanh thu hoặc tăng lợi nhuận. Không làm thế, chúng ta lập tức tự tạo ra một cơ chế gọi là cơ chế bất bình đẳng. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là tôi chia đều. Không có nghĩa là phòng kinh doanh được thưởng 10 đồng thì ông kế toán cũng được 10 đồng, không có. Phòng kinh doanh có thể ăn 8 đồng tiền thưởng nhưng kế toán ăn có 1 đồng. Nếu doanh nghiệp nào đang có cái tỷ lệ lãi trên doanh thu trên 5% thì chúng ta có thể áp dụng thưởng theo doanh thu. Còn nếu dưới 5% thì có thể không cần phải thưởng theo doanh thu mà thưởng theo lợi nhuận vượt so với kế hoạch hoặc đạt so với kế hoạch thì sẽ an toàn hơn. Một công ty làm việc mà không có thưởng là một công ty rất thiếu động lực và rất khó có thể nói được với nhân viên chuyện gì hết. Rất tiếc, hiện nay vẫn còn những công ty là trả lương cho nhân sự khối kinh doanh vẫn trả lương cứng, thì đấy có thể xem là cách thiết kế thu nhập chưa phù hợp, cũng có thể được xem là sai lầm. Nhưng có những công ty thì lại khôn quá là trả lương cứng chỉ gọi là tạm thời tượng trưng thôi, 2-3 triệu, xong còn lại thì bố gửi em trả hoa hồng cho nó dễ. Nhắc lại, hoa hồng dành cho bên thứ ba, nếu trả cho nhân viên nên gọi nó là thưởng theo kết quả kinh doanh, đừng gọi là hoa hồng. Và không nên trả lương cho nhân viên theo kiểu 2-3 triệu thôi còn lại thì tôi trả thưởng. Làm như vậy các bạn sẽ không tuyển được những người có chất lượng tốt, và làm như vậy sẽ không có cơ sở để giữ được sự ổn định của nhân sự.